Hello, video này mình sẽ chơi 8 game cho iPad nha. Chúng ta cùng bắt đầu game đầu tiên, một game làm bánh. Mình sẽ con bọt biển và làm bánh ở dưới biển. Bắt đầu thôi. Mình có nên dùng sự trợ giúp gì không nhỉ? Rồi, bắt đầu thôi đi. Nhiệm vụ là phải bán được 600 vàng. Nào quý khách, mua gì? Hay đi cà phê? Bánh này. Bánh này. Cà phê này, bánh này. Ui, quả này làm siêu nhanh khổng lồ luôn nha. Đó, bánh. Đây, bánh đây. Bánh cho các quý khách đây. Các thượng đế của mình. Mình phải làm thật là nhanh. Trời ơi. Yeah. Mình đã hoàn thành mục tiêu này rồi. Quá tuyệt vời. Tay nghề làm bánh quá là cao siêu luôn. Làm siêu nhanh luôn không ạ? Chúng ta sẽ làm level nữa, level 27 nhá. 720 vàng, lần này bán nhiều tiền hơn. Ui dồi ôi. Bánh tím này. Cà phê này. Làm thật là nhanh cho các vị khách này. Tiếp tiếp. Cà phê này. Đây này, bánh này. Tiếp theo, hai chiếc bánh tím ra lò. Ra lò. Cà phê ra lò. Hai chiếc bánh tím ra lò. Ui, làm liên hoàn luôn. Đủ tiền không? Hai vị khách cuối cùng. Ui, thiếu rồi này. Thiếu một chút nữa thôi là mình mới đủ. Quá là đáng tiếc luôn. Thiếu 7 xu nữa thôi. Mình sẽ mình sẽ chuyển đến với game khác nha. Tiếp theo là game Gungan. Bắt đầu thôi, mình sẽ dùng súng bắn giải cứu đồng đội. Nào, giải cứu đồng đội và những người anh em. Đó, phá vỡ hết những chướng ngại vật đi nào. Đây, giải cứu 150 này. Tùy ạ. Rồi. Thế là ổn rồi. Đây, 200. 94. Ui, đoàn này chắc không giải cứu ai đâu. Đấy. Rồi bằng người anh em là được rồi. Giờ chúng ta sẽ giữ quân nha. Giữ quân để tí còn bắn quái vật. Ui, chết một người anh em rồi. Đập vào bức tường. Và bằng này là quá đủ để bắn tiêu diệt quái vật. Sổi không là nào chạy được qua cánh cổng này luôn. Qua màn rồi nha các bạn. Nhận được 520 vàng. Mình sẽ chuyển đến với game tiếp theo. Đôn dép. Chúng ta sẽ chơi màn đồng đội. Chơi màn đồng đội trước. Chiu.
né những giọt nước này. Úi dồi ôi, tí bị giật. Nó mà rơi trúng thì sẽ bị giật mất. Tại vì chúng ta đang đứng trên dây điện. Ui ui, càng ngày càng phải né nhanh nhá các bạn. Né. Có mấy con cầm ô này thì an toàn rồi. Né, né. Ui ôi ôi, mất ô rồi. Ui ôi. Hay lắm. À mà gì. Bị giật rồi các bạn ơi. Không tin nổi, không vượt qua được màn này rồi. Mình đã chơi màn solo level 33 nha. Chị chị. Ui sồi ôi. Nhiều giọt nước mưa quá, không thể né được. Lại nào, solo. Ồ, mình đã bị dồn vào góc và không làm gì được. Chịu chịu chịu. Ồ, bị giật luôn. Chúng ta sẽ chuyển game tiếp theo thôi. Đó chính là game Cafe Shop 3D nha. Mình sẽ vẽ cho cốc cà phê này. Đầu tiên vẽ màu nâu. Ông này vẽ một cái mắt. Tiếp theo là màu trắng. Đó, màu trắng ở trong lòng trắng này. Màu xanh là cây này. Đó. Ui. Vãi lung tung rồi thì sửa lại một chút. Đó, sửa lại cái đẹp mướt. Đồ. Mình sẽ rắc một chút sô-cô-la lên trên. Cho hương vị nó đậm đà. Beautiful 3 sao nha. Tiếp theo, tiếp theo là Batman các bạn ạ, là một quả hành tinh. Đây rồi. Hơi nhăm nhở nhưng mà mình sẽ sửa lại sau. Tiếp theo đến màu trắng. Nhà tôi mới chìa khóa rồi. Đã sưu tầm được 3 cái. Lát nữa mình sẽ mở dương. Tuyệt. Làm xong quả hành tinh rồi. Cho hai cây ốc quế lên nha. Đẹp luôn. Nào thành. Xem có phải mở dương nào. Đây mở dương nào. Nếu mà chuẩn mình sẽ được cái cốc ấy. Piu piu. Ồ không chuẩn rồi. Cái cốc kia đẹp phết mà mình không mở được. Chúng ta sẽ chuyển game tiếp theo thôi. Game tiếp theo là Art of War. Một game chiến tranh. Dô này không? Mình là đội đỏ, à đội xanh nha. Là đi chiến đấu rồi. Mình sẽ chiến đấu với những đội đỏ này. Đại tướng này, đại tướng cưỡi một con tê giác. Búp cho đại tướng lao lên đánh trâu hơn. Rồi được 2.700 cho ván này.
Màn tiếp theo nào. Bắt đầu. Đó, đại tướng làm thì rất sung luôn. Chém nó. Tuyệt. Mình sẽ để tiền để mua. Đâu hình như đủ rồi các bạn ạ. À, có thể mua được một thẻ nữa này. À đâu, 15. 15.000, mình có 13.000 thôi. Một ván nữa chúng ta sẽ đủ tiền mua. Chém nó. Chém nó. Sơ rồi. Ui giời. Đội quân của mình quá là khỏe luôn. Nào, mình sẽ mua một tấm thẻ. Được một học viện ma thuật. Học viện ma thuật dùng trường gì đây? Cho ta đằng sau đi. Úi xời, bay luôn. Học viện ma thuật này bay các bạn ạ. Đây là húc trồi à? Trồi bay. Đây là... Tiếp vào một màn nữa đi. Chúng ta chiến đấu rất là nhanh luôn. Hai đội quân đánh nhau. Tiêu diệt những bánh cung đó. Nhưng mà sát thủ của mình móc rất là tốt. Sao chứ? Mất kim cương à? 300 kim cương một lần mà. Nào, không phải đâu. Hui, nhảy vào giữa đội hình đối phương à. Nhưng pháp sư cũng bay ra sau móc luôn. Để chúng ta có bao nhiêu vàng rồi? 10.000 vàng à. Mình sẽ tiếp tục. Xong màn này mình sẽ được mở dương này phải. Ui, bọn nó một đống sát thủ kia kìa. Pháp sư của nó cầu lửa cũng khá là chất á. Nhà tù địa ngục à. Nhận được quân mới, ngon. Nhà tù địa ngục đứng ở đâu ấy nhỉ? Hay là đấy là vị tướng nhỉ? Xem anh hùng à. Không phải, đấy là quân đội à. Nhà tù địa ngục. Chiến đấu là... Ui, nó cũng có mấy thằng móc luôn. Ghê đấy, ghê đấy. Nhưng đội quân của mình vẫn win. Mười lăm ca rồi. Xem chúng ta có mở được thẻ không. Mình sẽ mở một thẻ đi. Thẻ 15. Chọn thẻ à. Mình chọn thẻ chiến binh yêu tinh, thợ săn linh hồn hay hiệp sĩ à. Hiệp sĩ đi. Úi xời, hiệp sĩ tam pháp. Đây, để đây. Hợp lý. Mua một thẻ 15. Ồ, được bảo vệ sát à. Bảo vệ sát này thì mình lắp vào đây, lên 2 sao. Chúng ta chuyển sang game tiếp theo nha. Tiếp theo là game Zen Dragon Zen. Bắt đầu thôi. Cậu nhóc Ryan của mình sẽ chạy bị một con gấu trúc đuổi nhá. Bay à. Ăn rất nhiều vàng luôn. Nhảy vào nóc tàu. Ui, may còn nhảy được.
Mình sẽ phải đi kiếm một quả dây của keo để có thể nhảy từ dưới lên nóc tàu luôn. Nhảy lên nóc tàu ăn vàng nào. Ui sồi ôi, tí vào đường cùng. Oh no. Hút vào một chiếc tàu hỏa là và mình dừng cuộc chơi ở đây rồi các bạn này. Quá là đáng tiếc luôn. Chúng ta sẽ chuyển game nha. Game tiếp theo Braquid. Game đánh nhau à? Được đó. Là mà bao nhiêu đó? Nào nào chơi chơi mình sẽ chơi. Đây 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 đây. Play à? Chúng ta sẽ vào chiến đấu một màn nào đó nha. Bắt đầu mà xem mình sẽ phải chiến đấu với bọn nào đây. Ấy nhỉ, mấy đối thủ Mexico à? Một thanh niên đã bị hạ gục. Chết nè. Bọn này nó cởi trần luôn. Được đấy. Được đấy. Có thằng đầu bánh bao đó. Thằng đầu bánh bao này có vẻ khỏe. Nhưng đã bị mình hạ gục. Trời. Thằng robot này. Chúng ta chiến đấu với thằng robot. Cầm một quả gậy bóng chày. Rồi xong. 3 sao luôn. Tiếp một màn nào. Chưa này, đánh nhau trong một cái nhà ăn nha. Bọn này có vẻ gắt đấy. Gắt đấy, đấm, dồn vào tường đấm luôn. Ui, bị nổ mìn luôn. Chết này. Bùm. Nào, dô đây. Dô đây. Dô đây, dùng một chiều mà nó. Ui, ui, có bom nổ. Ai chả, ai chả khỏe đấy. Dùng chưa nào, ghê quá nhỉ. Trời. Ừ, vẫn chưa hạ gục bọn này, mày khỏe nhỉ. Ui. Cùng một trường luôn ạ. Ủa, chết luôn mấy thằng. Chết chết à. Ui, quả bom của nó là nổ tung sang mình rồi. Game over. Rồi, mình sẽ chuyển đến game tiếp theo. Talking Tom 2 nha. Đập mặt con mèo này xem nào. Bên nào giúp mèo tỉnh dậy. Dội nước vào đầu. Nào. Tiếp theo là Ben và trêu mèo nha. Úi xồi ơi. Ben đã hù mèo một phe. Nhảy nóc nhà luôn. Đập gối vào mặt này. Đập siêu nhiều. Ben bắn tắm. Úi dồi ôi, Ben có kinh luôn. Phát thối, xem mèo nó nhỉ. Zozo à? Nghịch à?
Come on, let's go. Tặng mình bông hoa nhận luôn nha. Hết à, không còn gì à? À đây còn một cái bánh. Mũ vào mặt. Mình sẽ ăn trộm cái bánh này. Ném đĩa luôn. Rồi và có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Chào các bạn nha.